Tuyết Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tối nay thứ Tư ngày 7 tháng 2, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mang Tết yêu thương đến với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Những ngày này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, động viên kịp thời gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân. Gần 2 tuần nay, cán bộ hội viên các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tranh thủ thời gian vào buổi tối hoặc ngày nghỉ tham gia chương trình Xuân quê hương ấm tình yêu thương bằng việc tự tay gói 5.000 chiếc bánh chưng tương đương với 2 tấn gạo nếp. Mỗi người một công việc, người ngâm gạo rửa lá, người thì thái thịt, gói bánh, không khí diễn ra rất sôi nổi. Các bà, các chị lại cần mẫn với việc luộc bánh. Mỗi người phụ trách một nồi bánh cho đến khi công việc luộc bánh được hoàn tất. Khi những chiếc bánh được vớt ra, cũng là lúc gần 4.600 trẻ em khó khăn được đón nhận những tình cảm yêu thương từ các bà, các mẹ trao tặng. Trong dịp này, chúng tôi cũng huy động toàn bộ hội viên phụ nữ, các hội viên có tấm lòng để dành cho trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp tổ chức gói những chiếc bánh chưng. Đây không phải chỉ là những phần quà mà trao gửi đến trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mà đó còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, những nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam và lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng. Ngoài thường xuyên động viên thăm hỏi, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã kết nối nhận đỡ đầu trên 680 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phụ nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình Xuân quê hương ấm tình yêu thương để tất cả phụ nữ, nhất là trẻ em được vui xuân đón Tết. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các đơn vị địa phương chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp cần giúp đỡ hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và kêu gọi sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phát động trong hội viên phụ nữ, các cơ quan đơn vị quyên góp tiền và hiện vật tặng gần 9.000 suất quà với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng trao tặng cho gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại vì các cháu quá khó khăn và vất vả, khi mà các cháu được tất cả mọi người quan tâm như thế này thì các cháu rất là vui. Nên là trong những ngày như thế này thì tôi cũng rất muốn là mang những cái tiếng cười, những điều tốt đẹp. Các cháu bây giờ có rất nhiều mẹ ở bên cạnh các cháu để các cháu an tâm học hành và trở thành một người tốt, có ích với xã hội. Thông qua nhiều hoạt động chăm lo thiết thực ý nghĩa, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn động viên tinh thần giúp các gia đình phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn ấm áp vui tươi. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái và tình yêu thương trong mỗi người, chung sức giúp những mảnh đời khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc một cách trọn vẹn, đủ đầy trong sự ấm áp, yêu thương. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tiếp nối cháu với các mẹ đỡ đầu và các nhà hảo tâm để rồi hỗ trợ cháu từ vật chất đến tinh thần, giúp cho cháu có một cuộc sống tốt hơn. Được hỗ trợ này, cháu cảm thấy như được đón Tết sớm hơn. Cháu cảm thấy rất là hạnh phúc và thật sự là cháu rất là vui mừng phấn khởi khi được trao tặng xuất quà vô cùng quý giá. Những cái món quà như vậy là nó rất là có ý nghĩa đối với cháu và nó là động lực để cháu phấn đấu, cháu vươn lên trong học tập và trong tương lai cháu trở thành người có ích cho xã hội. Việc làm ý nghĩa trên đã trở thành hoạt động thường niên được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên duy trì hàng năm, mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết yêu thương, truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa nét đẹp tới cộng đồng để mọi người, mọi nhà cùng nhau đón Tết an lành, ấm áp. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đồng hành hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, quan tâm chăm lo cho trẻ em. Qua đó góp phần khẳng định vai trò của tổ chức hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia các phong trào hoạt động hội. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên thời đại mới được phát sóng vào tháng 3 năm 2024.